Vào 5 giờ sáng ngày hôm nay, 20 tháng 5, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn của xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe du lịch và một xe tải, là một người chết, 8 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe du lịch 12 chỗ mang biển kiểm soát 29B08905 do anh Nguyễn Bá Thanh điều khiển chở một đoàn đang trên đường đi du lịch từ Hà Nội, Nha Trang. Khi đến đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, thì chiếc xe tải lưu thông cùng chiều phía trên bất ngờ nổ lốp dừng đột ngột. Tài xế Thanh không kịp phản ứng đã đâm vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn là một người trên xe du lịch chết tại chỗ, 8 người khác bị thương. Trong đó, tài xế Thanh bị chấn thương sọ não. Chiếc xe khách bị nát bét phần đầu sau cú va chạm mạnh.